Nếu các bạn có nhu cầu mua củ sạc, cáp sạc, pin dự phòng, hãy truy cập gian hàng công nghệ chính hãng Vigear trên Shopee. Củ sạc chính hãng Azeda, công suất 20W, 33W, 45W, 65W, chỉ từ 145.000, sạc được từ điện thoại cho đến máy tính, tốc độ nhanh, đạt chứng chỉ an toàn và chuẩn CE xuất đi châu Âu. Cáp sạc 2+1, công suất 65W, chỉ từ 99.000, pin dự phòng 10.000 mAh, sạc nhanh 22.5W, chỉ từ 199.000, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, ưu đãi thêm cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ở ngay dưới phần bình luận. Xin chào các bạn. Hôm qua, hãng tin hàng đầu Ukraine Ukrainskaya Pravda cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bỏ qua việc trao đổi với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zelensky, trực tiếp đưa ra các mệnh lệnh quân sự với các chỉ huy khác. Điều này cho thấy Tổng thống Ukraine Zelensky muốn trực tiếp kiểm soát quân đội khi ảnh hưởng chính trị của Đại tướng Valery Zelensky ngày càng lớn. Theo nguồn tin của Ukrainskaya Pravda, Tướng Zelensky đôi khi chỉ biết được những gì quân đội Ukraine đang thực hiện sau khi được cấp dưới báo cáo. Thông tin này xuất hiện sau khi có những tin đồn bất hòa giữa ông Zelensky và tướng Zelensky trong nhiều tháng qua. Thất bại của chiến dịch phản công vào mùa hè của quân đội Ukraine càng khiến quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zelensky trở nên xấu đi. Ukrainskaya Pravda cho biết thêm, Tổng thống Zelensky đã tạo ra các tuyến liên lạc song song để ra lệnh cho các lãnh đạo quân sự cấp cao, bao gồm Đại tướng Alexander Zelensky, Tư lệnh Lục quân Ukraine và Tư lệnh Không quân Ukraine Nikolai Omechus. Văn phòng của ông Zelensky cho rằng hoạt động này thuận tiện hơn trong việc ra lệnh quân đội Ukraine thay vì thông qua tướng Zelensky như thông thường. Tuy nhiên, động thái này chỉ càng dẫn tới việc mất đi quyền lực và không thể kiểm soát hoàn toàn quân đội Ukraine trong các hoạt động tác chiến. Có vẻ như Zelensky có hai loại trong lực lượng vũ trang Ukraine, những kẻ tốt do Zelensky chỉ huy và những người được yêu thích khác, và những kẻ xấu trả lời Zelensky, một nguồn tin thân cận với chính quyền được trích dẫn với tờ báo Ukraine. Kết quả được cho là vị tổng tư lệnh bị mất động lực và không thể kiểm soát hoàn toàn quân đội. Ukrainskaya Pravda nói thêm, các đồng minh chính trị của ông Zelensky tham gia sức ép lên phương Zelensky nhằm loại bỏ ảnh hưởng chính trị của tư lệnh quân đội Ukraine. Trong cuộc thăm dò dư luận gần đây về cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào năm 2024, tướng Zelensky giành được sự ủng hộ của những người tham gia thăm dò nhiều hơn ông Zelensky. Mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Zelensky bắt đầu rạn nứt sau khi Kiev tiến hành sa thải một loạt các chỉ huy quân sự khu vực trên khắp Ukraine với cáo buộc tham nhũng. Sau đó là một loạt các tướng tư lệnh cấp cao được cho là thân cận với Tổng tham mưu trưởng Zelensky. Ít nhất, kể từ tháng 4 năm 2022, họ gây áp lực buộc vị tướng này phải từ bỏ ý tưởng tổ chức từ thiện mà họ tin rằng có thể phát triển đảng chính trị trong tương lai. Báo cáo cho biết, sự tin tưởng của người Ukraine đối với Zelensky đã vượt qua Zelensky vào năm ngoái. Trong cuộc thăm dò dư luận gần đây được tiến hành cho văn phòng Tổng thống chỉ ra rằng, trong cuộc bầu cử giả định, Zelensky sẽ thua Zelensky trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, hãng tin này cho biết thêm. Theo những người trong cuộc, tướng Zelensky thỉnh thoảng thể hiện thái độ khinh thường của mình với sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, kể cả khi ông đưa ra lời khiển trách ngầm về quyết định sa thải lớn vào mùa hè sau một vụ bê bối tham nhũng lớn. Một nguồn tin cho biết, ngay sau khi nghe tin về việc sa thải tại một cuộc họp chính phủ, Zelensky đã báo cáo số lượng quân nhân nhập ngũ trên khắp Ukraine đã giảm mạnh. Vị tướng này được cho là đã phàn nàn về sự can thiệp dân sự vào các vấn đề quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi ông đến thăm Kiev vào tháng trước. Một người trong cuộc cho biết, Zelensky sau đó đã biết được điều này và rạn nứt giữa hai người thêm lớn. Báo cáo còn cho biết thêm rằng Zelensky đã ngừng tranh cãi với Zelensky kể từ chuyến thăm của Austin, mà thay vào đó lại dùng những lời mỉa mai. Tổng thống hỏi những câu đại loại như, sự tiến bộ anh hùng của chúng ta như thế nào rồi? Bạn có rút lui 200m không? Và Valery giữ sự im lặng trong giận dữ. Một nguồn tin cho biết mô tả những cuộc trao đổi giữa hai người. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tránh văn phòng Tổng thống Yamas đã bác bỏ các báo cáo về rạn nứt Zelensky và coi đó là một phát minh của Nga nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết của Ukraine. Trong khi đó, chính trị gia Anh George Galloway tuyên bố trên mạng xã hội X rằng trong chính giới Ukraine ngày càng gia tăng thái độ bất mãn với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Mới đây, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cũng công khai nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đang phải trả giá cho sai lầm của mình và Ukraine đang phát triển theo hướng độc tài. Theo quan điểm của ông Klitschko, do hành động của Zelensky, thực tế ở Ukraine không còn cơ cấu quyền lực độc lập nào nữa mà mọi sự phải phụ thuộc vào tâm trạng của một cá nhân. Thị trưởng Kiev cũng lên tiếng ủng hộ Tổng tham mưu trưởng Zelensky khi đã nói lên sự thật trên chiến trường về cuộc phản công rõ ràng và đình trệ hơn những gì mà chính quyền Kiev mô tả là thắng lợi vang dội.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đang giới thiệu Zelensky như một giải pháp thay thế tiềm năng. Do đó, càng làm gia tăng căng thẳng hơn ở giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zelensky. Mới đây, tờ Washington Post của Mỹ trong bài viết ngày 4 tháng 12 đã đưa ra kết luận sau khi phỏng vấn hơn 30 quan chức cấp cao từ Ukraine, Mỹ và EU rằng một cuộc phản công cộng sinh từ sự lạc quan đã không tạo ra được cú đấm như mong đợi, tạo ra xích mích và nghi ngờ giữa Washington và Kiev. Theo Washington Post, Ukraine và các đồng minh phương Tây được cho là đã thực hiện 8 lần đánh chặn giả trên sa bàn tại căn cứ Mỹ ở Wiesbaden, Đức, từ đó cho ra kế hoạch phản công chi tiết khả thi. Lầu Năm Góc muốn cuộc phản công bắt đầu từ giữa tháng 4, tập trung vào việc tiến tới Mariupol, cắt đứt cây cầu đất liền nối bán đảo Crimea với Nga. Cuộc phản công dự kiến được dẫn đầu bởi lữ đoàn 47 của Ukraine do NATO đào tạo và trang bị, với 70% thành viên chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng theo Washington Post, Washington và Kiev có những bất đồng gay gắt về chiến lược, chiến thuật và thời điểm. Thay vì tập trung tấn công vào Mariupol, giới lãnh đạo Ukraine nhất quyết tấn công theo cả hướng Periat và Batmus, tức là dàn trải lực lượng cùng tổng tấn công. Kiev ban đầu yêu cầu hơn 1.000 xe bọc thép, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói điều này là gần như không thể. Cuối cùng, Mỹ tuyên bố Ukraine đã nhận được 1.500 chiếc. Tuy nhiên, một số phương tiện được cho là không phù hợp cho chiến đấu do gặp các vấn đề như mất bánh xích và công tác bảo dưỡng không đầy đủ được cho là lỗi của quân đội Ukraine. Vì không thể tự đáp ứng đủ, Mỹ được cho là đã thấy nguồn dự trữ đạn pháo 155mm từ Hàn Quốc cho Ukraine. Washington từ chối yêu cầu của Ukraine về chiến đấu cơ F-16 do lo ngại về chi phí và rủi ro trước phòng không Nga. Mỹ cũng huấn luyện và trang bị chiến thuật NATO cho 9 lữ đoàn Ukraine. Dựa vào kết quả những trận đánh mô phỏng dựa trên tình báo Ukraine và phương Tây, các lữ đoàn Ukraine được kỳ vọng sẽ chạm đến biển Azov trong 60 đến 90 ngày, với tỷ lệ thương vong lên tới 30 đến 40%. Kế hoạch mà họ thực hiện hoàn toàn khả thi với lực lượng mà họ có, đúng tiến độ mà chúng tôi đã hoạch định. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Washington Post và nhấn mạnh họ đã nhận được mọi thứ đã hứa đúng thời hạn. Cuộc tấn công dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4, cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Vào đầu tháng 6, quân đội Ukraine ngay lập tức sa lầy trong các bãi mìn và hứng chịu những cơn mưa hỏa lực dữ dội của pháo binh Nga. Chỉ sau 4 ngày, giới chỉ huy Ukraine đã gạt học thuyết và kế hoạch của Mỹ sang một bên để chuyển sang tấn công bằng bộ binh ở quy mô nhỏ hơn. Theo Washington Post, cuộc họp ngày 15 tháng 6 tại trụ sở NATO ở Brussels diễn ra nặng nề trong bầu không khí chán nản. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Zhenikov, người mất chức 3 tháng sau đó, thông báo với Bộ trưởng Austin rằng hơn 50% thiết bị giả phá mìn do Mỹ cung cấp đã bị phá hủy. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cao cấp của Ukraine cho rằng sự phụ thuộc của phương Tây vào xe bọc thép và kỳ vọng vào một đột phá là không hiệu quả. Một người khác của phía Ukraine cũng không đánh giá cao phương pháp đánh trận giả bằng sa bàn trong lập kế hoạch tác chiến vì nó không tính đến máy bay không người lái và các công nghệ khác. Tất cả những phương pháp này, bạn có thể vứt chúng đi được rồi. Vì bây giờ, tình hình không còn như vậy nữa, người này nói. Lữ đoàn 47 của Ukraine dự kiến giành quyền kiểm soát làng Robotyne trong vòng 2 ngày sau khi phát động phản công. Nhưng phải tới ngày 28 tháng 8 mới thực hiện được mục tiêu ấy. Từ đó, đơn vị này đã rút khỏi khu vực để gấp rút củng cố cho các tuyến phòng thủ của Adiska ở phía đông. Ở hầu hết, mọi điểm trên mặt, kỳ vọng và kết quả đều khác nhau. Washington Post viết và bổ sung tinh thần ở Ukraine đang đi xuống. Một quan chức Anh cho biết, mục tiêu khôi phục lại đường biên giới năm 1991 của Kiev sẽ mất nhiều năm và đổ rất nhiều máu, nếu thật sự điều đó là khả thi. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.